Vợ cắm dao vào đầu chồng, chồng sát hại vợ ngày 20 tháng 10, thật đáng sợ. Quả thực, trong ngày 20 tháng 10, ngày mà đáng lẽ người phụ nữ phải được tôn vinh, thì ở đâu đó tại Việt Nam vẫn có những câu chuyện đáng buồn. Vào sáng ngày 21 tháng 10, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương truy bắt nghi phạm đâm vợ cũ tử vong xảy ra vào tối ngày 20 tháng 10 tại đường Quang Trung, phường Hồi Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Vào tối hôm 20 tháng 10, một người phụ nữ đang trong quán cắt tóc gội đầu thì bất ngờ bị người đàn ông lao vào dùng hung khí đâm tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cái gây án bước đầu được xác định là chồng cũ của nạn nhân. Qua điều tra xác định, nghi phạm gây án là Phùng Văn Cường, sinh năm 1974, trú tại phường Hội Hợp. Sau khi gây án, Cường đã lấy chiếc xe quay mang biển kiểm soát 88D1-30981 để bỏ trốn. Ngay sau đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo ai biết đối tượng ở đâu có thể báo cho công an địa phương gần nhất. Đấy là câu chuyện chồng cũ sát hại vợ vào tối ngày 20 tháng 10 và tiếp theo đây là câu chuyện vợ sát hại chồng sau đó một ngày, ngày 21 tháng 10. Một người đàn ông ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đi cấp cứu với tình trạng con dao vẫn găm sâu trên đầu, nghi vấn là do người vợ gây ra vì mâu thuẫn gia đình. Một lãnh đạo phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xác nhận vào ngày 21 tháng 10 tại khu 7 của phường đã xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chém khi đi cấp cứu con dao vẫn găm sâu vào đầu. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng vào ngày 20 tháng 10, anh Trần HL giấu vợ đi chơi với bồ. Đến khuya vừa gọi điện thấy tắt máy nên đi tìm qua các khu nhà nghỉ và khách sạn. Bắt gặp anh L cùng cô bồ đang ở khách sạn trên địa bàn phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Lúc này, người vợ nhảy vào đánh cô bồ nhưng bị phản kháng nên ngã lăn ra đường. Sau cú ngã, người vợ lập tức đứng dậy, tiếp tục đánh nhau và dùng dao mũi nhọn cán dài bổ vào đầu chồng. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo lực lượng chức năng và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu. Khung khí ngập vào đầu sâu khoảng 5 cm gây rách vào não, chảy máu não. Vào sáng ngày 22 tháng 10, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khung khí trên đầu nạn nhân, xử lý máu tụ, dị vật và mảnh xương vỡ găm vào não. Sau 2 giờ đồng hồ, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Về thông tin người vợ chém chồng khiến dao găm sâu vào đầu, lãnh đạo phường Cao Xanh cho biết, vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ. Quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về hai vụ việc này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất